chào quý vị và các bạn, tôi là Châu Đồng Phát, là thành viên của đội tuyển Futsal Việt Nam đang thi đấu tại vòng chung kết Futsal World Cup. Tôi đến Futsal từ năm 2014, đến nay đã được 7 năm. Môn Futsal thì khác, xưng 11 là Futsal thì di chuyển nhiều, hỗ trợ lẫn nhau, nhanh nhẹn và độ biến tốc cao. Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là ghi bàn vào lưới ly băng để giúp đội có thể chơi được vòng chung kết World Cup. Bàn thắng đó là đối với tôi rất là quan trọng, cũng coi như là bàn thắng ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp của tôi. Rất là vui và hạnh phúc khi đã ghi bàn để giúp đội vào vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup. Cảm xúc thì tuyệt vời, không thể nào mà diễn tả được, hạnh phúc và rất là vui. Tôi thấy người cổ vũ rất là quyết liệt, truyền lửa cho chúng tôi nên cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi học hỏi được nhiều nhất là trận đấu gặp Brazil, vì đội bóng đó là đang xếp thứ 2 trên thế giới. Học hỏi rất là nhiều cầu thủ số 6 của Brazil, Diego. Cách xử lý của ảnh hay, qua người tốt, dứt điểm tốt. Học hỏi rất là nhiều về chiến thuật, tư duy chơi bóng, cách xử lý bóng, qua người. Tôi đánh giá đội tuyển Nga rất là cao vì đội tuyển Nga là một đội bóng có nền tảng futsal mạnh trên thế giới. Tôi nghĩ là sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể để gặp đội tuyển Nga. Tinh thần của toàn đội thì không thể nào mà bàn cãi được. Rất là tuyệt vời, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Tôi nghĩ là sẽ có thành tích tốt của vòng 1/8. Rồi, vì người hâm mộ, vì gia đình, Việt Nam! Những dịp trung thu thì đội tôi có thể tổ chức trung thu, anh em tổ chức ăn uống. Dịp trung thu thì tôi thích ăn bánh nướng nhân dừa. Châu Đồng Phát xin chúc các khán giả của chương trình Nhịp Đập Thể Thao một trung thu thật là vui vẻ và nhiều tiếng cười.